Alo, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Virus. Xin chào mọi người. À, trước khi đến sản phẩm này thì xin phép mọi người ra các cái video tiếp theo của tập The Masked Singer thì tớ đã làm rồi và phải chờ cho đến việc mà duyệt whitelist, tức là hết ngày lễ thì chúng ta mới mới có sản phẩm để nghe. Đầu tiên là cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video của Virus. Đừng quên bỏ lại một like, comment và chia sẻ. Chắc hẳn là các bạn đang có được những ngày lễ Tết thật là vui vẻ. Và hôm nay thì tớ muốn làm lại một vài cái reaction của những bài tớ nghe rồi. Hôm nay tình cờ tớ có chọn được một bài tớ đang định nghe và tớ thiết nghĩ là nên làm reaction cho mọi người, vì đây là một trong những bài hát, một trong những cái MV tớ rất là thích và tớ thiết nghĩ rằng ai cũng nên nghe thử một lần trong đời. Có sẽ có rất nhiều sản phẩm như vậy đối với từng người một, từng cá nhân một, và ý kiến của tớ là chủ thể cá nhân có thể đúng có thể sai và cái gu âm nhạc của tớ cũng khác mọi người nữa, nhưng mọi người có thể nghe qua bài này. Và bài hát là gì? Đây là một MV Hot Time của SM Ballad. Tớ nghe bài này cách đây lâu lắm 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 rồi và bây giờ thì tớ mới quyết định là nghe lại và xem MV một cách chuẩn mực và reaction. Tớ nhắc lại là tớ đã nghe rồi nha, chứ không phải là chưa. Và bây giờ thì tớ mới xem lại để mà reaction nhé. Ok, let's go. Ok, let's go. Đây là một trong những bài hát, một trong bài hát tớ siêu 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 thích. À đi nha. Từ 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 từ. Ghê dữ vậy. Lại là I'm gonna tell about this. Thì lần nào nghe cũng như lần đầu. Bè kìa. Cái nhịp bàn bây giờ tao thích nhất luôn đấy. Giọng ai cũng tốt luôn. I don't wanna be there. Hay quá. Ủa giọng kìa. Pháp. Thế đẹp trai mà hát hay là cái hình mẫu này đây. Cái gì trời. Ai hát cũng hay đó. Mọi người thấy ông đẹp trai hát hay đúng không? Cái mẫu hình tượng này. Mình đều có một phía, mình cái phần hát hay mình không còn nữa. Tiếc ghê luôn, để có đúng một phía. Hay quá. Mê quá, mê quá. Ồ,
Tôi thề với mọi người luôn, nếu mà mọi người thích những ca sĩ trẻ bây giờ, tôi thấy là cái MV này bất kỳ một ca sĩ nào nên nghe một lần để biết cái sức mạnh của vocal nó như nào. Hú và phiêu như thế này mới gọi là hú này, hát như thế này nó mới gọi là hát. Khó chịu, lâu lắm không nghe mà lần nào cũng như lần đầu thì mọi người luôn. Rap, ê ê. À. Ôi à, cái gì trời. Lâu lắm mới nghe rồi cả ra gà lần nào ấy đừng. Ai à. Trọng thương mọi người ơi, trọng thương cứu mà ở cái bài là lần nào nghe nó cũng như thế mọi người, tôi chảy nước mắt luôn. Ai da, trọng thương. Ai da, ui acapella. Ai ôi mọi người, trọng thương. Ai cũng nên nghe một cái nghe bài này một lần trong đời. Cái sự tự do cho âm nhạc. Má ơi tớ muốn nghe lại. Giết người. Tớ cho max volume tớ nghe luôn cho nó chiến. Một khi mà đã là hai khi. To vãi cả nồi luôn. Giọng rồi. Muốn đánh kìa.
Ma ơi, xin lỗi mọi người, tự nhiên tớ chỉ bậy nữa, nó tục nó, trời đất ơi, không chịu được mọi người mẹ. Tôi đặt tên cái series này là gì nhỉ? Virus Throwback à? Thế là tên series tớ phải xem lại một loạt tất cả những cái MV tớ thích được. Đây nó sẽ là cái dự định mà tớ xem lại. Và tớ tin chắc là những cái tớ xem lại, nếu ai mà cùng gu âm nhạc với tớ thì không thể nào mà chê được những cái mà tớ thích. Tớ cùng gu mà, thì khó chê. Ôi, nghe cái bài xong mình cũng muốn hát. Không được, chịu mọi người, chịu chịu. Thôi thua, xin lỗi mọi người. Nghe sướng nhỉ mọi người, đúng là cái sức mạnh đến từ vocal. Mọi người ơi, tôi có đi beat 1.000 lần thì tôi phải ôm nó vượt rao ấy, tôi cũng chịu được rồi mọi người ơi, ok. Chết bà thớ thể, mọi người lần nào nghe như vậy, lần nào nghe như vậy không thể đỡ nổi. Ma ơi, muốn thử thể ghê luôn ấy. Đây người ta gọi là quá đáng này, khát dã man giọng khủng khiếp. Hai nốt ai hát cũng tốt, bốn người ai hát cũng tốt, ai hú cũng tốt, kỹ thuật nhạc tuyệt vời, luyến thố rồi lượng ơi, đỉnh cao luôn. Thử lấy hơi là hết hơi chịu có ai đang xem Destin mà thử không? Chúng ta không tính việc chúng ta hát nha, chúng ta chỉ cần thở thôi nha, mà dài vào đấy nha. Kinh điển quá đáng. Mọi người có muốn tớ làm những cái video
Song như nào? Đúng rồi, tớ sẽ làm cái series là My Virus Favorite. Đúng rồi, thế thôi. Rồi mình sẽ cho mọi người xem những cái mà mình thích. Lâu lâu mình xem lại và đi mò mò lại mấy cái cũ cũng được. Kinh điển. Cảm ơn rất nhiều đã theo dõi phần reaction của Virus. Chịu. Thua. Chịu đây.